Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ thăm Mỹ vào ngày 12 tháng 12, theo lời mời của Tổng thống Joe Biden. Thông tin từ Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Joe Biden mời Tổng thống Volodymyr Zelensky tới Nhà Trắng nhằm nhấn mạnh cam kết của Mỹ đối với việc ủng hộ người dân Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Hai bên sẽ thảo luận các nhu cầu khẩn cấp của Ukraine và tầm quan trọng của sự hỗ trợ của Mỹ ở thời điểm này. Đây sẽ là chuyến thăm Mỹ lần thứ ba của Tổng thống Zelensky kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái. Chuyến thăm diễn ra chỉ vài ngày sau khi Thượng viện Mỹ không thông qua được dự luật bổ sung ngân sách viện trợ cho Ukraine và Israel. Dự luật này đã không nhận được sự ủng hộ của các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa. Nhiều nghị sĩ Mỹ đã lương lự đối với vấn đề tiếp tục viện trợ cho Ukraine trong bối cảnh cuộc xung đột tại đây sẽ sớm bước sang năm thứ hai. Nhà Trắng trước đó đã cảnh báo không còn tiền để viện trợ cho Ukraine vào cuối năm này nếu quốc hội không hành động.